Trời ơi, bê bê, hôm nay mà không làm clip cho mọi người xem nữa hả? Ôi trời. Ủa, hôm nay bà làm siết tấu hài hay cái gì à, ăn mặc kỳ cục vậy? Trời ơi, cái gì nghĩ sao tấu hài vậy trời? Nhìn như vậy không thấy gì sao? Thấy công chúa Thủy Tề đổi cá trên đầu nè. Không phải, không thấy một màu vàng lấp lánh hả? Ôi, hôm nay em làm rút kích đó anh, em mới được vào lên. Ủa, cái này người ta gọi là ngọc trai hả? Đúng giờ ngọc trai mà đượm vàng đó mọi người. Đó, còn cái này là mắt kính, là viền vàng da beo nha mọi người. Rất là ok lên. Wow, hôm nay chị Bê giàu quá ta. Còn đi kiếm đây, đúng rồi, còn đây là cá chép vàng nhưng mà được biến thể thành cái băng đô, bà Vê cũng đeo luôn. Nói chung là hôm nay là mình giàu quá rồi đó mọi người, bởi vậy mình quyết định là mình sẽ chơi game. Tại vì hôm nay mình nhờ mình chơi cái game đó mình mới giàu lên nên hôm nay mình chơi cho mọi người xem để mọi người cùng giàu với mình nha. Mọi người cùng rít kích với bà Vê nào. Nhưng mà trước khi rít kích đó thì mình hãy nhấn đăng ký đi mọi người, để ủng hộ bà Vê càng ngày rít kích hơn nữa. Ok luôn. Ủa, còn cái này là cái gì vậy bà? Cái này là cọng dây chuyền. Trời ơi, cọng dây chuyền đụng vô cái rớt luôn rồi, đồ dởm hả? Cái này là cái băng đô, lấy là cọng dây chuyền. Ok luôn. Nghèo này nghèo, giả tạo quá nha. Nghèo cái gì, em nay em rít kích mà anh đã. Mình cất cái mắt kính vô mọi người để mình chơi game đó. Hôm nay bà Vê sẽ chơi một cái game. Ủa, điện thoại anh đâu? Ủa, giàu mà mượn điện thoại, không lấy điện thoại bà chơi đi. Hai điện thoại em còn nhiều game khác để chơi lắm, bởi vậy em mượn điện thoại anh chơi đỡ. Ok luôn, bây giờ bà Vê sẽ quyết định chơi một cái game này. Mình đảm bảo là rít kích siêu rít kích luôn. Game có tên là Ringgit 3D đó. Là hành trình thoát nghèo đó mọi người. Hôm nay mình sẽ thoát đi cái sự mà nghèo hèn của mình, để mình trở thành rít kích trong một cái game thôi. Ok luôn à. Ê, nhớ vào lên đừng có quên tôi là được. Okay, anh quên lâu rồi anh ơi. Quên lâu rồi anh ơi. Ok là luôn liền luôn. Thì bây giờ mình sẽ vô game nha mọi người. Cái game này á là mình phải làm sao mà từ một cô bé bình thường mình trở thành nên rít kích. Thì mình sẽ ăn những cái cọc tiền đó. Bây giờ bà Vê sẽ đi đó. Bây giờ mình đang buồn nè. Đó, mình ăn tiền nhưng mà tỉnh lại liền. Đó, mình tỉnh lại liền. Nhưng mà mình không có được ăn gụ nha. Nói chung là mình không có được ăn gụ. Ở đây có bạc tí school. Thì bà Vê quyết định là đi học để mình cảm thấy mình thật giàu có hơn, chứ mình đừng có nghỉ học nha mọi người. Ok luôn. Trời ơi, mới đây là nghèo đây rồi, trời đất ơi, nghèo gì mình chán gì đâu luôn á. Rồi ăn dương chưa, chết rồi, du huynh rồi mọi người. Nói chung là mình đã tới đích rồi, nhưng mà mình giờ là một cô bé chân tay hơi lắm bụi á mọi người, nên thôi bây giờ mình ráng dòng sao mình được hơn 28 điểm để mình trở thành một cô học sinh là siêu đẳng. Yeah. Rồi, trời ơi, đằng trước nha là có những cái gọi là tên trộm đó mọi người. Thì những tên trộm này khi mà mình va vào á, những tên tội phạm mình va vào á, thì mình sẽ bị nghèo lại. Bởi vậy mọi người phải ráng không va vào những tên tội phạm nè, và không va vào những cái chai rượu này, để mình có thể mình giàu lên trong thấy đó. Bây giờ mình sẽ đi học chứ mình không chơi game. Đó, mình đi học là mình sẽ giàu lên đó mọi người. Rồi, này là bà Vê mới chơi dữ dằn, chim én mới chơi lần đầu nên mình còn hơi tập tành quá. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn ba. Yeah. Né chai rượu nha mọi người. Yes, trời ơi. Vậy là mình đã trở thành một cô bé mặc cái bộ đồ xanh lá, cũng có khá là giàu đó mọi người. Hôm nay mình được 291 cọc tiền đô la. Đó, ghê chưa? Bây giờ mình sẽ kiếm hơn 291 cọc, 300 cọc cho mọi người xem. Đây, bây giờ mình sẽ né những cái tên tội phạm nha, để mình ăn tiền thôi, chứ mình không có được mà mình va vô những cái chai rượu. Tại vì những cái này là những saving holiday thôi. Saving mình để dành ống heo tiết kiệm nha mọi người, chứ mình đừng có đi du lịch. Tại vì mình đi du lịch là mình sẽ bị tốn tiền, mình sẽ bị nghèo lại. Đó, trời ơi, vô. Đó, mình đã trở thành rít kích rồi mọi người, thấy chưa? Đó, bà Vê đã trở thành rít kích rồi, mặc nguyên một cái áo gú xì luôn. Ê không, này áo Chanel mọi người. Trời ơi, đợt này mình được tới 512 điểm luôn. Vậy là mình đã trở thành rít kích chính hiệu rồi. Trời, ghê chưa. Một ngày nào đó bà Vê tưởng tượng khi bà Vê giàu lên thì bà Vê sẽ được đi mua sắm đồ hàng hiệu nè mọi người. Mình được mua sắm đồ, tất cả túi sách, mình được ăn bánh ơi luôn. Mình ăn bánh ơi để mình mập lên. Cái gì vậy? Mình quấn vô đây cho nó có cái vía đó mọi người, cho nó có cái vía mình chơi à. Vô. Đợt này là rất là nhiều tên trộm luôn, nên mọi người nhớ là cẩn thận, đừng có bị va vào những cái tên tội phạm này, rất là nguy hiểm luôn nha. Và không được va vào những chai rượu. Rồi xong luôn. Trời đất ơi, tôi da dẻo hả, nguyên một cọc rượu, cái nhìn tôi tàn mạc dễ sợ luôn mọi người. Thôi kệ, mình ráng né. Rồi xong luôn. Đang nghèo, rượu vô thêm nữa là tan đàn sẽ đóng luôn rồi.
mình phải cố gắng thôi mọi người. Đợt này mình phải chơi lại. Tại vì hả, hồi nãy mình đã bị thua rồi. Né trời ơi, lỡ đụng một cái thôi á là hả, mình tan mạc luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ chọn Linnet. Đó, rồi qua đây là mình ăn thêm tiền nè. Đó, bắt đầu giàu rồi đó, nha. Mình giàu nha mọi người, chơi với mình. Rồi xong nghèo lại rồi mọi người. Rồi mình giàu lại mọi người ơi, mọi người nhớ chơi với mình nha mọi người ơi. Vô. Rồi xong nghèo nữa. Mình ghê luôn á, đi cứ đụng một cái gì. Cái này là bộ đồ xanh dương, là bộ đồ cấp bậc bình thường đó mọi người. Giống như là mình chỉ mới thoát nghèo được chút xíu thôi. Thôi mình gái mình làm rít kích nữa đi để mình được mặc đồ hiệu nha. Ráng dòng sao, coi có nhiều tiền không nha mọi người, ráng lên. Đó thì đằng trước mình là có hai cái máy. Một cái máy là chơi game, với lại một cái máy là rút tiền. Nói chung là mình phải né hai cái máy đó ra luôn. Tại vì nếu mà hả dính vô hai cái máy đó thì mình sẽ bị... Đây bây giờ bà về đá không? Đó là cái máy rút tiền là mình sẽ bị tiêu. Nên mọi người chỉ được ăn tiền nè. Đó, mình bay cái dù xuống thấy ghê không? Rồi mình đi học nè, chứ mình đừng có đi bạc ti. Đó, mình đi học á thì mình mới có tiền được mọi người ơi. Rồi ok luôn, né những tên trộm ra, trời ơi, bà Bê đã da vào nữa rồi. Ý, hú hồn chim miếng đó. Mình ăn, qua đây là mình sẽ ăn được tiền nhân 2, nhân 3 đó mọi người. Đó, mình vẫn có một cô bé bình thường thôi, mình chưa có giàu được. Làm sao để mình giàu lên đây? Thì cái game này á mọi người, nhất quyết giúp bà V là chỉ được ăn tiền nè. Rồi mình gặp người giàu nè thì mình mới có thể giàu lên được. Rồi mình đi học mình không chơi game á thì mình sẽ giàu lên thôi. Nên mọi người né những cái gọi là những cái rượu bia, gọi là gì anh? Tệ nạn xã hội. À đúng rồi, mình né những cái tệ nạn xã hội, đúng rồi. Chất kích thích đó nha mọi người. Đó, đây vô vô vô. Vừa mới nói cái tôi ve vô hai cái chai rượu, xong tôi ve vô cái tên tội phạm, cái là tôi banh ơ tôi luôn rồi. Rồi lại luôn mọi người, mình phải cẩn thận hơn nữa, mình phải né đi. Mình né đi những cái mà nguy hiểm cho cái con đường, trên cái con đường làm giàu của mình đó mọi người. Rồi ok luôn, trời ơi bên đây có nguyên một cái tủ lạnh tiền, nhưng mà được bị mấy tên cướp chặn lại nên bà V không thể đi được. Đó, bên đây mình gặp người giàu nè. Đó, người giàu cho mình tiền, cái mình có tiền liền luôn. Rồi đó, trời ơi cái gì mà ve vô hủ gụ vậy trời. Bà Bè sẽ cố gắng để làm rất kích trong ngày hôm nay. Trời, hồi nãy là mình được 512 điểm đúng không? Bây giờ mình phải ráng trên 512 điểm luôn mọi người. Mạnh mẽ lên nào các tiền heo ơi. Vô. Đó đây. Bà Bè sẽ qua đây. Trời ơi, phải né những cái tên trộm như thế này rất là nguy hiểm luôn. Rồi qua đây nè, mình mở cái này nè. Ôi trời ơi, hú hồn chi mến lên luôn. Người giao kiếm tiền đi người giao. Rồi cảm ơn anh luôn, cảm ơn anh rất nhiều luôn. Rồi ok la luôn. Qua đây mình không được ra vào lũ, mình đã về đích rồi. Bây giờ từ một cô bé bình thường mình đã trở nên được một cô bé khá giả đó mọi người. Nhưng mà mình vẫn không được làm một cô bé rất kích. Mình gái làm cô bé rất kích cho mọi người xem. Đây, bây giờ bà già vô, mình vô mình lên một cái đó là mình biến thành người giàu luôn. Rồi ok luôn, rồi né. Rồi phải giao vào một tên cướp rồi mọi người. Phải chịu thôi, tại vì nó chặn hết đường luôn. Nó không có cho mình đi qua, đúng không? Nên mọi người cẩn thận. Rồi ok luôn, đó. Bị trở lại bị giao vô đó. Đấy, Ron Insider đó. Mình đã chọn một cái nhà thiết kế giàu có. Để chơi cùng thì mình giàu lên thôi. Rồi xong, vừa giàu xong cái hả, uống một chai rượu vô một cái trở thành cô bé bình thường luôn rồi. Cô bé bình thường này làm ơn đi, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ vượt qua những cám dỗ phía trước nha cô bé ơi. Rồi đây, người giàu chụp hình tắm là được 10.000 mọi người. Đó thì ghê không, trời không biết trong đây có được gặp người nổi tiếng không mọi người, quá là xịn xò luôn. Rồi tiếp mình đã ê gặp anh có tiền, anh kêu tiền già, cảm ơn anh à già. Rồi ok luôn, mình quay là xóm là vô là xuống. Rồi né nè chuối. Hồi nãy mình đã được trong phút chốc trở thành rất kích rồi đó mọi người thấy chưa, nhưng mà rất tiếc rồi mình không trở thành kiện rất kích rồi. Được có 300.000 à mọi người ơi, rất kích phải trên 500.000. Bây giờ mình chọn mình được thêm 250, 500.000 rồi trở thành rất kích luôn. Ok go stop luôn. Rồi vô tiếp tục chuyến hành trình trở thành người giàu. Ủa giờ mới trở thành người giàu cái tự nhiên cái giờ ăn được cọc tiền xong cái đi vô lệnh cái hết tiền luôn rồi, xong tiêu luôn, tiêu tuần sẽ đóng. Mọi người phải nhớ nha, mọi người phải có tiền rồi mọi người mới được đi du lịch nha, chứ mọi người đừng có ham đi quá là mọi người không có được nói chung là không có được giàu đó mọi người. Rồi vô cái tên cướp này sao nó cứ chắn đường mà vê hoài ta. Lại mọi người, trời tôi tức ghê, tôi tức cái dòng này ghê đó nha. Cái tên cướp này nó cứ chắn đường liên tục luôn, rất là nguy hiểm đó mọi người ơi. Ui trời đêm á,
em qua, chờ em qua, đừng làm em thêm đau, đừng làm em thêm buồn em sẽ không chơi nữa. Trời ơi, mình thành kích rồi, mình thành kích rồi nên mình phải né những cái tên này ra, mình phải né ra, mình thành kích rồi mọi người ơi. Là la, ôi là la, da 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 da, qua du win du win. Đợt này mình thành kích được 436 điểm, không bằng cái lần kia, không biết có cái dòng nào mà hơn được 500 điểm ta. Ôi, qua dòng mới thì mọi người đã thấy đằng trước là gì không? Đằng trước là có một cái anh là cho mình tiền thì mình sẽ vô canh đó. Rồi mình sẽ có hai cánh cửa được chọn, đó là True Love và Golden Girl. Một là tình yêu thật, hai là có tiền. Chọn có tiền đi mọi người, tình yêu thật gì giờ này. Trời đất ơi, thôi luôn đi à. Chọn có tiền đi, mình có tiền mình mới có tình yêu được chứ mọi người. Rồi, vô ối là la luôn rồi. Nhảy xuống nè, chờ mình bay xuống, mình bay nhẹ nhàng. Chim én mình đừng có uống rượu nha. Mình uống rượu mình da và lại là Guardian chứ đừng có tình yêu chu lớp gì đây chưa. Mình đã trở thành cách tiếp tục là mọi người ơi, né những cái tệ nạn ra. Đó thì người ơi. Ôi, lần này được 504 điểm luôn, quá là xịn sò. Trời ơi, tiếp mọi người. Bà V nhất quyết cái dòng này cũng phải trở thành kích tiếp tục. Dơ. Rồi, ok luôn. Anh ơi, cho em tiền. Dạ, cảm ơn anh nè. Dạ. Rồi, đi làm là mình có tiền là chủ quốc mọi người. Rồi, tiết kiệm luôn nha. Tiết kiệm ống heo giúp bà V luôn nha. Đừng có bị... Ủa gì vậy? Ôi là trời, tự nhiên cái đi qua cái dòng kia. Ê, bay xuống. Mình đang trở thành một cô bé bình thường. Mong là mình sẽ được làm kích chính hiệu. Rồi xong, mình trở thành với quý cô khán giả mọi người. Chưa được làm kích. Dòng cuối cùng bà V quyết tâm là sẽ trở thành một kích chính hiệu cho mọi người xem. Mọi người đừng quên cổ vũ bà V bằng cách nhấn đăng ký, ok. Đó, mình sẽ chọn liên kết. Tại vì cái link ghẹt này là không biết là của nước nào mọi người đó. Mình né nhờ cái chai gù coi giúp bà V luôn. Rồi xong cái tên cướp này. Mấy cái tên này nó cứ me bà V hoài mọi người ơi. Nó cứ me, nó không cho bà V ăn cái gì hết trơn. Rồi đi làm mọi người. Work nè. Mình làm nè. Đi làm thì mới có ăn mới là về đích nha mọi người. Rồi mình lại vẫn là trở thành một quý cô khán giả rồi thôi. Kệ, hồi nãy mình đã trở thành rích kích được 3 lần, mình cũng hãnh diện về cái sự rích kích của mình rồi. Nên ok la luôn thì bà V sẽ xin kết thúc clip tại đây luôn nha mọi người. Nếu mọi người có thích cái clip này của bà V chơi game á thì nhớ là tặng lì cho tôi một like, một subscribe luôn nha. Và mọi người thích cái chơi game gì nữa thì cứ comment phía dưới, bà V sẽ lựa ra và thực hiện chơi cho mọi người xem. Còn bây giờ thì bye bye. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ BB Official 100.000 subscribe.